Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cưới chàng trai 25 tuổi, cô dâu 40 tuổi bị bố mẹ chồng thách thức, mang 1 tỷ đến. Cô Phan, 40 tuổi, là một doanh nhân thành đạt giàu có. Mới đây cô được nhiều người biết đến với chuyện tình với một chàng trai kém mình 15 tuổi. Trước đó, cô đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại, khiến cô mất mặt trước người thân và bạn bè. Tuy nhiên, cô lại một người có quan niệm thoáng và cởi mở, không dễ bị đánh gục chỉ vì một lần thất bại. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng người đàn ông ấy không còn phù hợp với mình nữa nên chia tay để giải thoát cho nhau. Sau khi ly hôn, cô lại càng tập trung vào công nghiệp và sự nghiệp. Với sự quyết đoán và khôn khéo của mình, trong vài năm cô đã làm chủ một công ty xây dựng và hiện đang là một người phụ nữ giàu có, thành đạt, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Mặc dù đã từng có một đời chồng, cô vẫn luôn được rất nhiều người đàn ông xung quanh để ý, quan tâm và ngỏ lời muốn yêu đương kết hôn. Tuy nhiên, cô đã đều từ chối. Những đau khổ từ cuộc hôn nhân trước cộng với cuộc sống đủ đầy hiện tại khiến cô cảm thấy không cần có một người đàn ông bên cạnh mình. Thậm chí trước đây, cô còn đi xem mắt qua sự giới thiệu của một người bạn, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu vì cô đều từ chối. Mọi chuyện thay đổi khi cô gặp một chàng trai 25 tuổi, anh chàng là đầu bếp của một nhà hàng mà cô Phan thường xuyên tươi tới. Mỗi lần có chuyện không vui, cô tới đây ăn uống và đó cũng là cơ hội giúp cô gặp được anh. Mà sự hài hước của mình, anh đã giúp cô trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Anh thậm chí còn chuẩn bị những món ngon mà cô thích rồi chờ cô đến. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cô đã có tình cảm với anh lúc nào không hay. Tuy nhiên vì khoảng cách tuổi tác khá lớn, cô ngại ngùng không hề nói ra. Không ngờ chính anh cũng có tình cảm với mình. Chàng trai này đã tỏ tình với cô, mong muốn được ở bên cạnh cô những năm tháng sau này. Cô rất bất ngờ nhưng nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên chuyện tình cặp đôi lại nhận về rất nhiều sự chỉ trích, phản đối từ người thân và bạn bè của cô, hơn là anh. Chỉ kém mẹ anh hơn 8 tuổi, gây ra không ít sự khó xử. Dù vậy cặp đôi vẫn quyết định ở bên nhau, thậm chí anh còn dẫn cô về ra mắt bố mẹ để cưới xin. Những tưởng bố mẹ sẽ phản đối, nào ngờ bố mẹ anh đồng ý nhưng với một điều kiện là cô phải mang của hồi môn tới. Bố mẹ của anh nói, được bố mẹ đồng ý, chỉ cần mang 300.000 nhân dân tệ tới. Số tiền đó không phải là một vấn đề với cô và sau khi mang tiền đến bố mẹ của anh đã thực sự đã chấp nhận cho anh người kết hôn. Đám cưới diễn ra hồi cuối năm đã thu hút lớn sự quan tâm của dư luận, nhiều người đã chúc phúc cho cặp đôi, nhưng cũng có một số nghi ngờ cho rằng cả hai chỉ đang phụ lợi nhau. Đáp lại những lời này, anh chỉ nói rằng, tôi yêu cô ấy thật lòng.